Chào, chào con cùng các cháu. Chào cả nhà. Hôm nay con chú Năm thì cho chú mớ cá bóng, rồi bà hàng xóm thì cho rau mùng tơi. Bây giờ chú Năm với thứ Năm đi hái rau về mới làm cơm. Thôi mình đi bà ơi. Sâu không sợ gì hết. Rồi nhiều quá rồi, đầy gỗ rồi ấy vậy. Hai chồng mình bữa nay có đồ ăn ngon rồi đấy, đồ canh ăn mát người luôn á, ngon lắm. Cho mớ cá bóng mới nó bà chạy ra qua dưới cống á. Bây giờ chú Năm ốp kho bà con nấu cơm đi nha. Rồi ốp cá trong kho rồi ốp cá mình bỏ vô chút xíu muối xong chế chút nước màu. Mình chế luôn nước mắm luôn. Xong mình bỏ luôn một muỗng bột ngọt, 2 muỗng đường, 1 xíu cà nòi cho nó thơm. Trộn cá cho nó đều qua thấm đều hết. Quá cá ngon quá, cá này vừa còn cá bóng con cá một cá con nhỏ. Rồi về bỏ hành tỏi vô, mình cũng phải xáo lên một lần nữa cho đều cá thơm lắm. Cá bóng kho tiêu ăn mặn với canh mùng tơi chứ ngon vô cùng. Mà hôm đó cái bữa giăng nóng tay quá, giờ làm bữa dạy nó khẽ gì đâu, không còn nóng tay nữa, mình dễ xới xộn thì cũng dễ kiện chọn nhà mới không có nóng tay, không nóng chết luôn, giờ đâu còn nữa. Giờ bữa dài rồi mình chú bữa dài xài cái này dài ngon sức ngon, nó tiện gì đâu. Rồi em đi bữa cơm nha. Rồi, chúc mừng.
non non chút rồi nè. Để trong nhà ra mình bỏ miếng muối vô đi. Rồi bây giờ cá cũng đã khô rồi, mình chế miếng dầu ăn vô. Ô nhiều quá rồi, giờ mình gắt lên luôn, nó thô thấm thô. Rồi giờ nước sôi rồi, mình bỏ vô chút xíu muối. Rồi mắt rau mình bỏ vô. Nè, ăn rất ngon dữ. Rồi cá bóng mà hột tiêu này ăn ngon cực kỳ luôn. Rồi giờ cánh xôi rồi, bây giờ mình nêm nếm. Mình bỏ vô nửa muỗng thanh hoa. Một muỗng nhỏ bột ngọt. Dằn vô một chút nước mắm biển cho thơm. Xong chế miếng dầu ăn vô. Bây giờ cơm canh cũng đã chín rồi vậy, mình mời quý bà con cùng các cháu ăn cơm với chú Năm. Mình xem bữa cơm ra. Mời cả nhà dùng cơm. Quá cứng ngon quá hả bà, tấu cá ngon quá, cá nó mềm á, dễ ăn. Con cá nhỏ chứ mà không gã mà cá bự gã. Còn đây mềm ngon quá rồi. Còn đây mềm ngon quá. Còn đây các bạn, nó mềm nó ngon gì đâu á. Vậy là ăn được ha. Ừ, ăn được. Tại không yếu á. Không yếu. Nó vừa với ăn tôi á. Ăn ngon. Ngon gì đâu. Dễ nuốt nữa chứ. Mềm dễ nuốt. Hết chưa bởi cho. Cứng như vậy.
quá mới ăn được canh tơi mà coi cá bóng ăn ngon quá, bởi ăn đổ mồ hôi luôn. Bây giờ nói ha, rồi giờ mình xin tạm tuần nhiều tại đây, hẹn về sau mình sẽ làm hay hơn và hấp dẫn hơn cho quý bà con cùng các cháu xem. Chào.